chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giới thiệu một mỗi ngày một nhà đẹp của công ty cổ phần kiến trúc xây dựng nội thất Tân Á. Hôm nay tôi có mặt ở đây là ở cửa lò Nghệ An. Đây là để giới thiệu cho các bạn một công trình mà chúng tôi đã thi công trọn gói từ ngoài thất đến nội thất. Cái công trình đó ở đây. Hôm nay tôi đến đây để hòa chung niềm vui của chủ nhà là buổi lễ tân gia biệt thự Tân Cổ Điển 3 tầng cho chúng tôi thi công trọn gói. Mời các bạn cùng đi theo tôi để khám phá bên ngoài thất cũng như nội thất của ngôi nhà này. Nước vào sáu mình sẽ múa thì dương cứ đây thì dương cứ như thế,
đợi là hắn ơi. Vợ chồng gia chủ về quá trình thiết kế và thi công còn gói từ nội thất đến ngoại thất của đơn vị nhà đẹp Tân Á. Thì trước hết thì xin mời nhận xét của anh Cường. Rồi. Trước mắt này cháu anh Cường gửi lời thăm đến công ty Tân Á. Hôm nay là ngày đầu tiên gia đình Cường tổ chức tân gia, thì mời cùng anh em tôi cũng rất nhiều. Thì sau này mời cùng anh em Tân Á đại diện chủ Linh bên nội thất, chủ Hoàng bên tất cả chị Dương. Anh cùng trước mắt là anh cũng hài lòng và rất tình cảm về anh em. Sau đây anh cũng gửi lời chào về anh em. Trước mắt là rất cảm ơn anh em làm được với anh. Rồi, ok. Sau lời nhận xét của anh Cương thì chúng ta sẽ phải có vợ, có chồng, đồng vợ, đồng chồng thì tạm biệt đồng càn. Nên là chúng ta sẽ xin lời nhận xét của chị Lan. Mười điểm. Gọi còn trong 10 điểm anh em ạ. Dạ. Lời nhận xét của phụ nữ thế nào? Mọi người thì tin tưởng và giáo niềm tin vào cho công ty Tân Hà. Dạ rồi. Dạ. Bên cạnh tôi đây thì là bác Hải, là bác trong quá chuyên suốt trong quá trình thi công của đơn vị, là bác đảm nhiệm vai trò là giám sát. Thì sau đây bác sẽ có một lời nhận xét về quá trình thi công của đơn vị nhà đẹp Tân Hà. Xin mời bác. Rất tận tình. Công việc của Tân Hà làm là đi hàng đầu, thật làm gì đẹp, phải ghi phải ghi chiến môn. Về thực tế họ làm và làm đâu là họ vừa chiến môn họ làm họ rất tốt. Khi Tân Hà là đi hàng đầu của sĩ đồng bộ đến đám là đâu, kể cả đi năm này đó cùng thực tế đó. Dạ.
được. Qua những lời nhận xét của chủ nhà và giám sát thì nhà đẹp Tấn Á xin chúc cho chủ nhà và bác có sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn phát đạt, luôn luôn thành công. Dạ, công việc và cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác. Không đi. Mình về.